Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại miền Bắc, nắng đã xuất hiện từ khá sớm, trời khô ráo vào ban ngày, nên các hoạt động lưu thông phần nào cũng diễn ra thuận lợi hơn. Tuy nhiên, về đêm và sáng, nhiệt độ ở miền Bắc hạ xuống thấp, chỉ ở ngưỡng từ 12 đến 15 độ tại khu vực Trung Du Đồng Bằng, trời rét. Còn tại khu vực vùng núi dao động từ 9 đến 12 độ, có nơi thấp hơn, trời rét đậm. Tại khu vực Đông Bắc, trong đó có thành phố Hải Phòng, đêm không mưa và ban ngày nắng hanh vàng đã bao trùm khắp khu vực. Nhưng về ban đêm, trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất đêm qua là 14,5 độ, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay là 21,5 độ. Đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc nằm trong khối không khí lạnh lục địa suy yếu. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa Tây Nam khối không khí lạnh lục địa này, nên thời tiết ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Tại khu vực Đông Bắc, dự báo trạng thái nắng ấm khô ráo như thế này sẽ còn lặp lại vào ngày mai với mức nhiệt cao nhất từ 22 đến 24 độ ở vùng núi, 23 đến 25 độ ở Trung Du và ven biển. Thời tiết hanh khô sẽ là nguy cơ mắc các vấn đề về đường hô hấp có xu hướng gia tăng. Do thời điểm này, bụi bẩn và không khí khô sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công đường hô hấp. Để tránh mắc phải những vấn đề hô hấp như viêm họng, viêm mũi, cảm cúm, quý vị và các bạn nên đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài, thường xuyên làm sạch cổ họng, cung cấp đủ nước và các chất dinh dưỡng cho cơ thể để đảm bảo sức khỏe cho một tuần làm việc mới. Còn ngay sau đây là dự báo chi tiết các khu vực của Hải Phòng đêm nay và ngày mai.